chiếc đèn mini loại trái châu. Đây là một chiếc đèn led rất là nhỏ gọn. Nó sẽ là một phiên bản thu nhỏ so với lại một chiếc so với chiếc đèn 274 lúc nãy. Chiếc đèn này nó sẽ nhỏ gọn hơn và nó sẽ có một màu cho mình. Hoặc là các bạn muốn mua các màu khác thì bên công ty mình cũng sẽ có. Đây là chiếc đèn màu trắng và đây là màu xanh lá, màu cam, một màu xanh dương nè. Bây giờ mình sẽ tắt đèn để cho các bạn xem thử cái hiệu ứng của cái trái châu nha. Tuy nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà rọi chứ rọi vào trái châu á rất là sáng luôn. Đây là một giải pháp nhỏ gọn hơn so với chiếc đèn 274 nha mọi người. Mình sẽ nhắc lại là cái đèn này có tên là LED, đèn LED mini rọi dâu. Khi đến phòng kinh doanh ở tại công ty TH chúng mình đều hãy đọc rõ mã số ra cho nhân viên để cho nhân viên có thể hỗ trợ các bạn tìm mua được chiếc đèn này một cách nhanh chóng hơn này ha. Đây vô cùng là nhỏ gọn luôn. Rồi đến đâu là sáng đến đó luôn ha mọi người. Ngoài việc các bạn muốn mua đèn gọi trái châu thì bên công ty mình cũng vẫn cung cấp các loại trái châu với những kích thước khác nhau như vậy. Các bạn có thể tham khảo thêm nha. Bên công ty của mình sẽ cung cấp các thiết bị ánh sáng như là trái châu hoặc là đèn gọi trái châu như vậy nè. Đèn bóng đèn LED, đèn LED, đèn laser, đèn sân khấu, đèn karaoke, máy phun tiếng hoặc là máy phun khói và nhiều loại thiết bị ánh sáng chuyên dụng khác nhau. Các bạn muốn sở hữu những loại mặt hàng đó hãy đến với công ty của chúng mình ở địa chỉ là 86/4 đường Hồng Ích Kim, phường 14 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Khi vào công ty của chúng mình thì sẽ có nhân viên hỗ trợ cho các bạn tìm được sản phẩm và các bạn